Sau 4 năm về chung nhà, Tuấn Hân và vợ sang Mỹ chụp ảnh cưới lung linh. Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ khi họ đã kết hôn khá lâu, nhưng giờ đây lại tiếp tục đi chụp ảnh cưới lãng mạn ở nước ngoài. Sau những mối tình trắc trở với các mỹ nhân trong showbiz Việt, thì Tuấn Hân đã chính thức kết hôn với hot girl Hương Baby vào tháng 4 2014. Tính đến nay, cả hai đã có hơn 4 năm làm vợ chồng của nhau và chào đón thêm hai thiên thần đáng yêu. Tổ ấm của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ vì niềm hạnh phúc ngập tràn. Mới đây nhất, anh đã cùng đưa vợ sang Mỹ để lưu diễn. Dù bận rộn công việc kinh doanh, nhưng từ trước đến nay bà xã anh vẫn luôn dành thời gian đi diễn cùng chồng, kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng. Giọng ca nắm lấy tay anh bất ngờ khoe ảnh cưới cực lung linh của hai vợ chồng tại nước ngoài. Chỉ vừa đăng tải, nhưng những khung hình này thu hút vài nghìn lượt thả like từ cộng đồng mạng. Được biết, hai vợ chồng đã đi đến thung lũng Napa để ghi lại những khoảnh khắc đầy lãng mạn như thế này. Chính không gian đã giúp cho bức ảnh thêm ấn tượng hơn. Tuấn Hân lịch lãm trong bộ vest đen thì Hương Baby lại tôn vinh vóc dáng bằng một chiếc đầm trắng lộng lẫy. Cả hai nắm tay nhau đi tại con đường đầy lá rơi vàng. Anh không ngần ngại hôn vợ nồng nhiệt trong lúc chụp ảnh. Từng mang tiếng đào hoa vướng nhiều mối tình với các mỹ nhân trong showbiz, đến khi lập gia đình, Tuấn Hân dường như thay đổi hoàn toàn. Anh trở thành người chồng, người cha có trách nhiệm và yêu thương vợ con. Hiện tại cuộc sống sung túc và hạnh phúc của vợ chồng Tuấn Hân luôn làm mọi người phải ghen tị và mong muốn có được. Bắt gặp Trường Giang nhà Phương ở hàng, vợ cứ việc ngồi ăn, lấy đồ để chồng lo, bà bầu béo tròn. Nhất cử nhất động của cặp vợ chồng đình đám nhất showbiz Việt rất được săn đón. Mặc dù đang vướng dáng bầu bì, nhưng nhà Phương vẫn rất tích cực đồng hành cùng chồng đi lưu diễn nước ngoài. Hôm qua, hai vợ chồng được bắt gặp tại sân bay Hàn Quốc khi đang trên đường từ Mỹ về Việt Nam. Vì muốn có khoảng không gian riêng tư nên Trường Giang từ chối xuất hiện trong clip, nhưng hình ảnh của cặp đôi vẫn thoáng qua. Chỉ vài giây thôi, người hâm mộ cũng đủ ghen tị với sự chăm sóc chu đáo của danh hài dành cho vợ. Nhã Phương chăm chú ngồi ăn, được ông xã chăm chút kỹ lưỡng. Gương mặt nữ diễn viên tròn trịa có dấu hiệu tăng cân trông thấy, nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp. Nhất cử nhất động của cặp vợ chồng đình đám nhất showbiz Việt rất được săn đón. Nhã Phương theo Trường Giang đi diễn ở Mỹ. Người đẹp cần lấy đồ chỉ cần chỉ tay và được chồng giúp đỡ luôn và ngay. Đến tận bây giờ, nữ diễn viên vẫn chưa từng lên tiếng chính thức về tin đồn bầu bì. Trường Giang từng tiết lộ chuyện hòa hợp của hai vợ chồng trong khoảng ăn uống. Trường Giang Nhã Phương có một cái đồng cảm nhất là về ăn uống. Nhã Phương rất thích ăn và cái gì cũng khen ngon hết. Chỗ nào Trường Giang dắt đi ăn là ngon, chỗ nào Nhã Phương nhắc đi ăn là Trường Giang đều chê hết. Tại vì người miền Trung với nhau mà, Nhã Phương người Quảng Nam, Trường Giang cũng người Quảng Nam, đồng điệu đồ ăn ghê lắm. Trường Giang Nhã Phương nhiều lần bắt gặp chăm chú ăn uống. Danh hài rất tận tình chăm sóc bà xã. Nhã Phương nũng nịu khi được bón cho ăn. MC Thành Trung gato khi chứng kiến cảnh này. Trấn Thành và phía sau thói quen dùng tiền túi biếu tặng trên sóng truyền hình không chỉ là thói quen đầy ý nghĩa. Câu chuyện tặng tiền cho thí sinh ngay trên sân khấu của Trấn Thành còn có những điều xúc động giấu phía sau. Với những khán giả truyền hình, họ có lẽ đã rất quen thuộc với thói quen tặng tiền thí sinh của Trấn Thành. Ở rất nhiều game show khác nhau, Trấn Thành đều thường xuyên thể hiện sự ủng hộ và động viên của mình bằng tiền bạc, chứ không chỉ là những lời an ủi, ngợi khen. Trong suốt nhiều năm, số lượng những thí sinh được Trấn Thành tặng tiền có lẽ phải lên tới con số hàng chục người. Với số tiền từ vài triệu tới cả chục triệu đồng, ngôi sao MC đã bỏ ra một khoản chi phí không hề nhỏ bé, chỉ để phục vụ cho những câu chuyện ngoài lề. Nhưng trị giá số tiền bỏ ra không phải là tất cả, còn có những điều ý nghĩa phía sau thói quen đáng yêu đó của Trấn Thành. Ngôi sao tinh tế và thực tế. Nếu để ý kỹ những lần Trấn Thành rút tiền túi ra tặng cho thí sinh trên sân khấu, người ta sẽ nhận ra đó không hoàn toàn là hành động ngẫu hứng của Trấn Thành. Chàng nghệ sĩ dễ xúc động, dễ rơi nước mắt, thực chất lại là một người cực kỳ tinh tế. Rất hiếm khi Trấn Thành dành sự giúp đỡ của mình cho một ai đó, nếu chỉ vì họ khó khăn nghèo túng. Anh sẽ dành tặng sự giúp đỡ cho những người không chịu đầu hàng số phận. Chỉ khi đó là những người lớn tuổi tật nguyền, không có khả năng lao động, Trấn Thành sẽ tặng cho họ một món tiền như một cách sẻ chia. Còn lại hầu hết những trường hợp rút hầu bao của Trấn Thành đều cực kỳ đặc biệt và ý nghĩa. Như cô Thúy Bình Tĩnh Sống chẳng hạn, người đàn bà lạc quan và yêu đời ấy chưa từng kể lể một lời về những khó khăn, gian khổ mình gặp phải trong cuộc sống. Nhưng sự nhạy cảm và tinh tế của một nghệ sĩ đã giúp Trấn Thành nhìn ra những câu chuyện cô giấu phía sau. Cách giúp đỡ của Trấn Thành dành cho cô Thúy không chỉ đơn giản là tặng tiền mà còn chu đáo và tận tâm hơn thế nữa. Xin mua bản quyền câu nói Bình Tĩnh Sống của cô.
Trong lịch sử những lần mua bán tác quyền nghệ thuật, đây có lẽ là lần mua bán lạ lùng và nhân văn nhất. Không chỉ hướng sự giúp đỡ của mình tới những người nghèo khổ, nhưng giàu lòng tự trọng, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, Trấn Thành còn dành một sự ưu ái đặc biệt khác cho những thí sinh sở hữu tài năng và khát khao nghệ thuật như một cách trợ giúp kín đáo cho những người đồng nghiệp ít may mắn của mình. Lần gần đây nhất Trấn Thành lại rút ví tặng cho chàng trai trẻ kế tài 5 triệu đồng sau khi nghe câu chuyện cuộc đời và phần trình diễn của anh ở Thách Thức Danh Hài. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cuộc đời của kế tài là cả một chuỗi dài vấp ngã và thất bại. Nhưng chàng trai trẻ đó chưa bao giờ thỏa hiệp với số phận. Anh vẫn giữ tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật, tấu hài và làm mọi cách để thực hiện ước mơ. Đó có lẽ mới là lý do khiến Trấn Thành đồng cảm và quyết định giúp đỡ kế tài. Có cảm giác thứ mà chàng MC muốn trao tặng không chỉ là tiền bạc vật chất, mà còn là cả cơ hội và lối thoát cho những người mà anh tin tưởng rằng xứng đáng. Bên cạnh số tiền mặt được trao ngay trên sân khấu, Trấn Thành còn tặng cho kế tài một lời khuyên chân thành. Anh muốn em tiếp tục con đường này, sống hết mình với lý tưởng và luôn thẳng đường đi để người ta không khi dễ mình. Và biết đâu đấy sau lần trao tặng đặc biệt này, một nghệ sĩ trẻ sẽ bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật, hoặc nếu không thì một niềm tin cũng đã gửi đến một chàng trai trẻ để anh vững vàng hơn khi đối mặt với khó khăn. Của cho và cách cho của Trấn Thành. Những câu chuyện tương tự như kế tài có rất nhiều, tới mức người xem đã quen thuộc và thậm chí dự đoán được khi nào Trấn Thành sẽ móc hầu bao. Hơn ai hết, Trấn Thành hiểu rằng lời động viên nào cũng chỉ mang tính chất hỗ trợ về mặt tinh thần. Anh đủ tinh tế để nhận ra, ai cần được giúp đỡ và đủ thực tế để hiểu rằng họ không chỉ cần những sẻ chia bằng lời nói. Nhưng điều đáng khen nhất của Trấn Thành không chỉ là việc thường xuyên trao tặng, giúp đỡ các thí sinh hay giá trị số tiền anh bỏ ra, còn một điều hết sức tuyệt vời khác nằm phía sau câu chuyện tặng tiền của Trấn Thành là cách trao đi. Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của người khác ngay trên sân khấu và sóng truyền hình, nhưng Trấn Thành có đủ tinh tế và khéo léo để biến chuyện tiền bạc vốn nhạy cảm trở nên chấp nhận hơn. Chưa bao giờ người ta nhận thấy chút ban phát gia ân nào trong những lần cho tặng của Trấn Thành. Những món tiền bất kể lớn nhỏ đều được Trấn Thành tìm ra những lý do hợp lý nhất, trân trọng nhất để mà trao tặng. Với những người trẻ tuổi, đó có thể là chút lộ phí để em đi lại. Với những người lớn tuổi, lý do Trấn Thành đưa ra sẽ là phụ giúp cô giúp đỉnh. Và trong mọi trường hợp, số tiền sẽ được Trấn Thành trao tặng với sự đồng cảm và cái đầu cúi thấp, kèm theo những cái ôm thật chặt. Showbiz không thiếu những ngôi sao làm từ thiện, nhưng Trấn Thành vẫn là một ca đặc biệt. Cách trao tặng của Trấn Thành thậm chí còn làm giá trị món quà tăng lên gấp bội. Bởi thứ ngôi sao giải trí này cho đi không chỉ là tiền bạc, mà còn cả những điều nhân văn và tinh tế phía sau. Lộ đầu hối trên sóng quốc gia, ca sĩ Ân Đại Vệ ra quyết định bất ngờ. Sau khi lộ hình ảnh phải đeo tóc giả trên sóng truyền hình, Ân Đại Vệ có một quyết định táo bạo. Từ trước đến nay, Ân Đại Vệ ghi dấu trong lòng khán giả với hình ảnh lịch lãm và mái tóc bồng bềnh, phần mái luôn che kín trán. Tuy nhiên, cách đây không lâu, Ân Đại Vệ từng bị lộ bí mật phải đội mái tóc giả khi tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Trước phản ứng bất ngờ của đông đảo người hâm mộ, nam ca sĩ đã phải lên tiếng giải thích. Phần trán của anh không đẹp nên cần một mái tóc mới phù hợp. Điều này là bình thường vì Ân Đại Vệ chỉ muốn mình trông đẹp hơn với mái tóc dày che đi điểm xấu trên gương mặt của mình. Với một số ý kiến thắc mắc liệu đây có phải là chiêu trò trong kịch bản của nhà sản xuất để gây chú ý, Ân Đại Vệ giải thích đây không phải là chiêu trò gì cả. Khi vào quân đội bắt buộc mọi người phải cắt tóc thì tôi cũng tháo tóc giả ra để cắt luôn. Tôi không nghĩ điều này đã gây hiệu ứng đối với khán giả như vậy. Cả nhà vệ và con gái vệ khi xem lại ai cũng bật cười. Mới đây, Ân Đại Vệ bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh tiến hành phẫu thuật đặc biệt, cấy 2.000 sợi tóc vào phần bị hối. Quyết định này của anh nhằm mục đích sau này có thể để được kiểu tóc undercut trẻ trung, hợp mốt như bao thanh niên khác. Ân Đại Vệ chia sẻ, trong 2 tuần sau khi cấy tóc, anh không được vận động mạnh và phải ăn chay, không uống đồ có cồn. Dự kiến sau 6 tháng anh sẽ có mái tóc ưng ý. Những hình ảnh được anh đăng tải trên trang cá nhân đã thu hút đông đảo khán giả bình luận. Bên cạnh đó, các đồng nghiệp cũng lên tiếng ủng hộ quyết định của nam ca sĩ. Quyết định rất sáng suốt anh ơi. Nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ, ca sĩ em trai của Khắc Việt lên tiếng. Trong khi đó, Tiêu Châu Như Quỳnh cũng nói vui. Tháng nữa là đẹp lồng lộn, em nhận không ra anh luôn. Phản ứng của Trường Giang khi bị khán giả sờ soạng kéo ngã trong đêm diễn ở Mỹ.
đi diễn tại hải ngoại nhưng Trường Giang bị khán giả Mỹ sờ soạng khiến nam danh hài phải trở mặt bực bội. Sau đám cưới, những ngày cuối tháng 11/2018, Trường Giang cùng Hồng Ngọc, Lam Trường, Đan Trường, Khải Như, Chí Tài đã có tour lưu diễn dài ngày ở Mỹ. Trong lúc đang mang thai con đầu lòng, diễn viên tuổi thanh xuân vẫn hoạt động nghệ thuật như bình thường. Cô thường xuyên xuất hiện tại phim trường với các lịch chụp quay hình. Khi anh có chuyến lưu diễn phục vụ khán giả hải ngoại, thì người đẹp cũng đồng hành với chồng trong chuyến đi này. Nhã Phương còn đồng hành với ông xã sang Mỹ. Anh có chuyến lưu diễn phục vụ khán giả hải ngoại và bà xã cũng đồng hành với mình trong chuyến đi này. Trường Giang là một nghệ sĩ đắt show ở hải ngoại, đặc biệt là Mỹ. Hầu như năm nào anh cũng đến nơi này. Thế nhưng, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip Trường Giang đang diễn tại Mỹ nhưng gặp sự cố. Khán giả Mỹ đã sờ soạng, vốn là nghệ sĩ giản dị và gần gũi với khán giả. Nam danh hài xứ Quảng khi sang nước ngoài vẫn thể hiện tính cách như vậy. Trong clip biểu diễn tại Mỹ, Trường Giang không ngại tới sát khán giả để trò chuyện và chụp hình kỷ niệm. Đáng chú ý là nam danh hài còn hứng chí, ngồi xuống sân khấu để khán giả thỏa sức ôm, cầm tay vuốt má vuốt lưng. Chính vì sự gần gũi và thân thiện này mà cái tên Mười Khó liên tục được khán giả gọi to. Quá đông khán giả sờ soạng, Trường Giang khiến anh phải ngã ngửa xuống sàn. Tuy nhiên hôm qua, hai vợ chồng xuất hiện tại sân bay Hàn Quốc khi trên đường từ Mỹ về Việt Nam. Vì muốn có khoảng thời gian riêng tư nên Trường Giang từ chối xuất hiện trong clip. Thế nhưng hình ảnh của cặp đôi vẫn thoáng qua, chỉ vài giây thôi nhưng có thể thấy Nhã Phương chăm chú ngồi ăn, được Trường Giang chăm chút kỹ lưỡng.